Hai, mẹ đang thư xin chào tất cả các bạn nha. Đây là mình đang đi phun môi cho khách nha cả nhà yêu ơi. Mình môi này mình đã ủ the cho khách rồi. Và mình cũng đã xử lý màu môi, xử lý màu thâm á. Mình đã xử lý trước nha cả nhà. Tại vì mình xử lý mình ghi vô nữa thì người xem thì cái video mình nó dài quá, cho nên mình công đoạn xử lý và ủ tê mình đã không có quay lại nha cả nhà. Mình chỉ quay những cái đoạn nào mà quan trọng thì mình quay cho cả nhà xem thôi. Trước tiên là mình đi cái viền trước nha mọi người. Cả nhà khách yêu nào có nhu cầu làm đẹp thì hãy liên hệ với mình qua số Zalo nha cả nhà ơi. Muốn tư vấn thêm á thì lên Zalo kết bạn với mình tư vấn thêm cho cả nhà yêu nha. Đang gần Tết rồi đó mọi người. Gần Tết rồi á, mình đang giảm giá rất là nhiều. Mình có nhấn mí bóng đồng tiền cũng giá rất bình dân luôn nha mọi người ơi. Mình phun mí luôn, khó phun mí luôn nha mọi người. Phun mí, nhấn mí, bóng đồng tiền, nói chung là bên thẩm mỹ là mẹ đơn thân làm hết tất cả các nha các bạn. Gì cũng hốt hết trơn luôn, không tha ai hết trơn á. Nhưng mà làm đẹp nha mọi người chứ không phải nói không đâu nha cả nhà. Thường thường á, người ta kêu mình nói nhiều quá, quảng cáo, ai mà không quảng cáo nói cho hay. Cho nên á, mình cũng không có thích nói nhiều nha mọi người. Mình nói nhiều quá, mọi người kêu mình quảng cáo, mình nói cho hay vô. Thì đây là mọi người cứ xem là mình đi cái màu á, nó ăn màu môi như thế nào nha. Thì màu môi mình đi kim á, nó phun vô, nó ăn màu môi như thế nào. Một tí xíu là mình chùi ra cái màu á, cái đoạn kết á, mọi người hãy đón xem video cuối cho mình chùm mình nha, là sẽ thấy cái màu môi nó lên đẹp như thế nào nha mọi người. Mới thì nó sẽ đậm hơn trong vòng 3 đến 4 ngày nha. Thường thường môi nó sẽ lột, môi sẽ lột trước cái lông mày của mình nha, tự lông mày của mình á thì ít có nhúng nước á mọi người, thì nó sẽ lột trễ hơn. Còn môi của mình á thì mình ăn uống đồ á thường xuyên thì nó nhúng nước á, ướt thì nó mau lột hơn. Đa số là 3 ngày là người ta lột hết trơn rồi. Có người không kỹ á, thì người ta 2 ngày người ta đã lột luôn rồi mọi người. Thì thường thường á mình bao dặm luôn. Thường thường á người ta lột, người ta ăn uống lột á, cái môi dưới lột ra. Thường thường á môi dưới nó nhẹ, nó phải là đa số là nó nhạt hơn cái môi trên chút xíu. Nếu mọi người kỹ một chút á thì hả nó sẽ đi được luôn. Còn mọi người thích đậm hơn nữa thì tới là mình bao dặm. Nó lọt ra thì mới đầu nó lọt nó chỉ hồng nhẹ thôi nha cả nhà. Từ từ tùy theo cơ địa mỗi người. Có người lọt ra đẹp luôn, đẹp từ từ càng ngày càng đẹp thì đều màu nó càng ngày nó càng đều ra nha cả nhà. Thì có những cái cơ địa tùy theo khách, có người ta mới lọt ra lại thấy đốm thâm, nhưng mà có tình trạng đó mình thấy cũng ít lắm. Thì trừ khi mọi người khách nào mà thâm lắm thì người ta lọt ra nó vẫn bị thâm nha mọi người. Thâm, thấy môi không có đều thì người ta đang rất là lo. Có nhiều người khách rất lo là sẽ sợ không đều, hỏi sao cái môi cứ thâm. Nhưng mà cả nhà hãy yên tâm nha, sau 2 tháng nó sẽ hoàn toàn hết thâm nha mọi người. Có những người chị khách thì 1 tháng cũng chưa hết thâm luôn nha. Lọt ra thì nhưng mà tháng rưỡi, nhưng mà có nửa tháng sau đó hay một tháng cuối đó, thì nó sẽ làm nên chuyện nha mọi người. Nó sẽ hết thâm hoàn toàn những cái vết thâm đó. Thì cái vấn đề á, nó còn đậm hay nhạt, mọi người thích đậm hơn nữa thì mọi người đến thì mình giảm thêm. Đó là mình nói những cái môi nào thâm, cực kỳ thâm á thì nó chỉ sẽ hết thâm, nó hồng nhẹ thôi, nó mà hồng rất là tự nhiên á cả nhà. Thì thích đậm hơn nữa thì sau 2 tháng đó chỉ đến 2 tháng rưỡi trở lại tới mình giảm thêm nha mọi người. Mình bao giảm nha. Mới vô làm á, tâm lý khách nào cũng kêu là chị làm cho em á mỏng môi tự nhiên thôi. Nhưng mà thật sự mà nói á, mình làm cho 10 người khách thì đa số người ta thích đậm cả nhà ơi.
mình làm một lần á thì nó hồng tự nhiên vô cùng, nhưng mà ta vẫn thích, ta tới ta kêu dặm, cho nên nó dặm lại thì mầm mối. Bây giờ làm không phải như hồi đó đâu nha cả nhà. Hồi xưa thì người ta làm màu màu để đổ quét đó, nó có màu, nói chung mà nhìn vô cái môi mình nó nổi lên liền, nó nổi đổ quét. Còn bây giờ á, mình làm nó hồng màu môi, hồng môi tự nhiên lắm, cho nên á, khách người ta thích đậm là đậm theo cái kiểu màu tự nhiên á mọi người. Cho nên á, mình có dặm lại thì cũng lên màu hồng rất là tự nhiên, chứ không có phải màu đậm giống hồi xưa nha cả nhà. Cho nên cả nhà yên tâm cái chuyện đó nha. Bây giờ khách mình á, nhiều người 10 người thì dặm hết 10 người rồi, ít lắm chỉ có một người là không dặm, mà trừ khi môi người ta thích màu tự nhiên nhẹ nhẹ vậy đó thì ta không dặm thôi, chứ đa số là 10 người hết 9 người ta dặm rồi nha mọi người. Còn cái lông mày á, thì hả, lông mày đa số mình làm cho khách một lần là dễ, một lần là đẹp luôn, ít có ai dặm lại lắm. Thì mình cũng bao dặm luôn, nếu mà không đều thì mình cũng bao dặm luôn. Nói chung là cả nhà làm đẹp cứ liên hệ với mình qua Zalo, mình cảm ơn cả nhà nha. Cả nhà xem theo dõi video nhớ bấm like đăng ký ủng hộ kênh mình nha cả nhà ơi. Đây là mình chỉ đi mới đi có môi trên thôi nha mọi người. Tại vì mình khi mà mình đi hoàn toàn mà cái môi á là cả tiếng đồng hồ nha cả nhà. Cả tiếng đồng hồ luôn. Chứ có nhiều chỗ người ta kêu mười mấy 20 phút thì mình thấy là không có đúng rồi nha. Môi mình đi dỗi lắm, mình đi nhanh lẹ như vậy cả nhà thấy mình luôn. Clip này á, là mình không có tua đâu nha mọi người, trừ khi cái clip nào mà dài quá mình mới tua cho nó lẹ lẹ một chút thôi. Nhưng mà cái clip này đó mình không có tua nha, để cho những cái bạn nào mới học nghề á, người ta coi á thì người ta biết được cái từng nét mình đi như thế nào, chứ mình tua người ta không có biết được. Thì mình cái này mình để tự nhiên luôn nha mọi người. Bạn nào mà ngoài nghề coi thì ủng hộ của mình coi thì có thể tua qua một chút. Còn bạn nào mà người ta vô học nghề, mới học nghề vô á, thì mình nghĩ người ta rất là quý giá những cái giây phút như vậy. Mình làm mình không tua nha. Còn có những cái chỗ người ta quay những cái hình ảnh lên, người ta quay hình ảnh đẹp thôi, người ta để đẹp rồi người ta mới quay lên. Còn mình quay á, lem luốc lắm lem luôn. Có lắm lem luốc thì mọi người cũng thông cảm nha mọi người. Thì làm môi cái màu nó đậm như vậy á, cả nhà thông cảm cho mình nha. Cái màu môi nó đậm thì mình có làm kỹ gấp mấy thì nó cũng phải lem thôi. Chẳng qua là người ta chùi rồi người ta muốn lên hình ảnh cho nó đẹp thì người ta chùi cho kỹ, rồi trong quá trình làm á thì người ta cứ từ từ từ. Thì mình cũng có mấy cái video đó, mình làm môi á thì mình làm tóm tắt á, thì mình làm rất là gọn đẹp, nó không bị lem luốc nha mọi người. Nhưng mà gọn đẹp nhiều quá thì mình lâu lâu cũng có cái mình làm cho nó lem luốc, cho nó tự nhiên như vậy, cho những bạn nào mới học á thì người ta nhìn nó thật hơn. Còn những bạn nào ngoài nghề người ta nhìn vô thì người ta nói ôi nhìn ghê quá, nhìn sợ quá. Chứ thật sự không phải là máu me gì đâu nha cả nhà, nó chỉ là cái màu mực của mình pha ra thôi nha. Mấy bạn nam nào nhìn vô thì thấy không có đẹp, thật sự mà nói. Nhưng mà bạn nữ mình ở trong đi làm rồi, để bạn nào từng làm qua rồi thì cũng hiểu. Cái màu mo nó lem lướt như vậy đó. Nhưng quan trọng cái kết cuối cùng á, mình làm xong thì mà mình về nhà mình chùi cái môi cho người ta sạch sẽ là được rồi, ok rồi đúng không các bạn? Tới đây mình xin dừng mình làm cái môi trên thôi nha cả nhà. Mình xin kết thúc video tại đây nha. Cái môi dưới thì nếu mà bạn nào thích thì theo dõi, thì mình cũng có thể là lúc nào rảnh mình đăng lên cái môi dưới là và mình cho cái kết môi như luôn nguyên nha cả nhà. Không là hồi để mình chèn nguyên cái môi cho mọi người xem khi mình mới làm nha. Bạn nào mà học nghề thì muốn theo dõi mình thì theo dõi cái clip sau nữa nha, thì mình có thể đăng hoàn toàn nguyên cái môi cho cả nhà xem. Một clip để dài quá thì cũng không được nha cả nhà, mình phải chia ra nha mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nha và ủng hộ mình nha. Các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Xin chào tất cả các bạn nha, hẹn lại gặp lại các bạn ở clip sau nha cả nhà yêu ơi. Bye bye.